Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Văn Giả Đồng Quê. Hôm nay Duyên sẽ đứng ra đại diện cho chú Tâm có pháp danh là Huệ Thành ở Pháp, có gửi tặng 30 phần quà đến ấp Hòa Tân, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Thì hiện tại thì Duyên cũng đang đứng ở xã Hòa Bình Thạnh, nhưng bà cô chú thì hôm nay 30 phần quà là gồm 10 ký gạo trị giá 180.000, với lại một bao thơ 50.000, tổng cộng phần quà trị giá hôm nay là 230.000 nha bà cô chú ơi. Thì trước khi gửi tặng cho bà con thì con cũng thay mặt cho bà con ở đây gửi lời cảm ơn chú rất là nhiều luôn nha. Chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe luôn. Năm mới con cũng chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ hết luôn. Mần ăn thì phát tài phát lộc luôn nha chú. Thì bao thơ thì con cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hết trơn rồi. Mỗi một bao thơ vậy là 50.000. Bà con thì cũng lại đông đủ hết rồi đó chú. Giờ thì muốn cũng lâu lắm rồi, thì sẽ hỏi thăm sức khỏe của một vài cô chú ở đây nha. Dạ, con chào bà. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 24 rồi. Dạ, rồi mình ở nhà mình ở với ai vậy bà ha? Có hai chồng vợ với hai thằng trai tay biến, đâu có mần gì được. Ủa vậy hả? Dạ, giờ nó thì đi cầu quèo cầu quào, còn thằng thì giật không, nó giật giật hoài. Dạ. Đâu có cho anh dám đi mần vậy ăn. Kiếm đồ ăn cũng không cho đi rồi đâu. Rồi như vậy thì cuộc sống ở nhà mình như thế nào? Thì như cô này thì cho gạo, rồi lâu lâu cô kia cho gạo ăn vậy đó. Dạ. Sống hàng ngày chứ sao bây giờ. Dạ. Hai chồng già đâu có mặn gì được. Hai anh đã được bao nhiêu tuổi rồi hai bà ha? Thằng kia nó 45, còn thằng nọ 34. Dạ, là hai anh đều bị bệnh hết luôn. Dạ. Rồi ông ở nhà ông? Ông ở giờ tiếp ông lên... Ổng cũng bệnh, ổng ho, ổng bệnh phổi ổng đó. Rồi ổng cũng bây giờ ổng lên trên gái. Không còn, gia chánh còn anh tôi. Rồi bà như vậy, rồi bà bảy mấy tuổi rồi bà làm gì? Có làm gì đâu, vợ nhà cơm nước gì dạ. Cho con thì thôi chứ có mặn gì được vợ. Dạ, rồi con chúc bà thật nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ, cảm ơn con. Dạ, cô dạo này cô còn bán tàu hủ chiên gì không? Không có bán rồi. Lớn tuổi rồi giờ xong rồi mặn quá trời mặn rồi cái chịu không nổi đi. Dạ hả? Năm nay muốn xây rồi cửa sạn ngoài tính đi bán bậy nữa mà rồi bữa đó nó, bà bán rồi đấy bà làm dài nữa. Năm nay sao mà nó muốn hiểu cũng mạnh. Dạ thôi cũng chúc cô thật nhiều sức khỏe luôn nha. Cảm ơn cô. Ăn Tết luôn. Khỏe hả bà ha? Rồi thì hôm nay con sẽ đại diện cho chú để gửi tặng những phần quà này đến cho bà con luôn nha. Thì hôm nay là được chú có pháp danh là Huệ Thành có tặng những phần quà này đến cho bà con ở ấp xã mình, với lời chúc sức khỏe bà con mình rất là nhiều luôn nha. Chúc bà con mình năm mới vui vẻ. Rồi bây giờ chị sẽ đại diện cho chú để gửi tặng luôn nha bà cô chú. Rồi cho em mượn phiếu. Thì Duyên cũng có nhờ cô bán tiệm ở đây nè gửi tặng gửi những cái phiếu đến cho bà con. Rồi chúc nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ ba. Đây con gửi ba. Dạ con chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. Rồi chắc con gửi. Chúc cô nhiều sức khỏe luôn nha. Vâng, chú và cô luôn. Dạ. Mấy cô nhớ là kiểm tra bao thơ giùm con nha, sợ nhiều khi con sơ xuất á. Rồi, cho con gửi luôn. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, kính chào bà. Rồi, cho con gửi luôn nha bà ha. Đây, cho con gửi luôn. Được không bà? Dạ. Được không? Được không? Để con để qua cầu thang này đi chút nữa đây. Dạ. Rồi, chúc bà nhiều sức khỏe. Cảm ơn nha cô. Dạ. Đây, cho con gửi luôn. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe luôn nha. Hello con. Con học lớp mấy rồi? Lớp mấy? Lớp 1 hả? Năm nay học giỏi không? Mẹ con có giỏi à? Rồi, rồi, giỏi. Dạ cô. Mẹ đi làm lò. Lò gạch hả cô? Ở nhà đi lãnh một thứ đó. Dạ. Đây, cho con gửi cô. Rồi, chúc cô nhiều sức khỏe luôn. Dạ. Đây, chị em gửi chị.
Rồi, dạ. Dạ. Đây, cho em gửi. Rồi, chị luôn. Dạ, chúc chị nhiều sức khỏe luôn. Rồi, đây cho con gửi luôn. Cảm ơn. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe luôn nha. Rồi. Rồi, cho em gửi luôn. Dạ. Đấy, đi phía đây cô. Rồi, cho em gửi. Rồi, mẹ lấy này đi, rồi con lấy này nha. Con lấy này nha. Được không? Rồi, chúc nhiều sức khỏe luôn nha chị. Rồi, đây cho cô gửi. Rồi, rồi chúc con nhiều sức khỏe luôn. Đây, cho cô gửi. Rồi, chúc con nhiều sức khỏe nha. Rồi, cho con gửi. Rồi, chúc con nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ. Đi qua đây. Rồi, cho con gửi luôn. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe. Em còn đi học không? Học lớp mấy rồi? 10 hả? Rồi. Rồi, chúc em nhiều sức khỏe luôn. Rồi, đây cho chị gọi. Rồi, chúc nhiều sức khỏe. Đây. Rồi, dạ, khỏe luôn nha chị. Nay em đi học hả? Dạ, có học. Học buổi chiều hả? Đây, cho cô gửi luôn. Đây, cho cô gửi thôi. Đây, rồi. Đây, cô gửi. Rồi, xin khoảng luôn nha. Dạ, chị. Cái này bằng đỡ không chị? Có bằng lai gai ha. Dạ. Rồi. Cơ mận gì mà mới vô quá trời, mình mẩy lắm lem hết rồi. Vậy hả? Dạ. Rồi, chúc chị sức khỏe lắm nha. Dạ. Nè, cho em gửi. Cảm ơn chị. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe luôn. Đây, cho em gửi. Cảm ơn cô chị ăn ngon miệng. Dạ. Dạ. Đây. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe. Đây. Gì con? Trời ơi, rồi con bế này đúng không? Nè, rồi bế đi. Được không? Được không? Được không? Trời ơi, với lại. Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe luôn nha. Phải không? Phải đủ ăn. Dạ đủ rồi cô. Dạ. Rồi thì trong 30 phần quà thì chú cũng con cũng xin phép chú là gửi một phần quà đến cho bé ở trên trên chùa Nam An ở Bình Hòa đó chú. Thì chú cũng có gửi tặng cho bé là 1 triệu để mà đi trị bệnh á. Bây giờ là con sẽ đem phần quà này với lại 1 triệu đồng lên trao cho bé luôn nha chú. Một lần nữa cũng thay mặt bà con ở xã Hòa Bình Thạnh gửi lời cảm ơn chú rất là nhiều luôn nha. Chúc chú thật nhiều sức khỏe. Hiện tại bây giờ là Diền đang ở xã An Hòa, ông bà cô chú. Thì hôm nay Diền sẽ đến thăm bé gái hôm trước đó là có cho quà ở chùa Nam An đó. Thì cũng được cô Dự Hận nói bé bị hiện tại là đang chạy thận hàng tháng luôn á, ông bà cô chú. Thì hôm nay Diền sẽ dành một phần quà ghé qua để thăm bé luôn nha. Giờ mời ông bà cô chú, anh chị và các bạn cùng vào nhà với Diền. Thì hôm nay là đi thì có cô Dự Thuận dẫn đường đến cho Diền, chắc Diền cũng chưa biết nhà nữa. Dạ, chào em. Rồi, sức khỏe của mình hôm nay sao rồi em? Mệt quá chưa. Rồi hổm dài là tháng này có đi chạy thận rồi chưa? Đó, mới đi hôm qua. À, bây giờ là hiện tại là em chạy thận là một tháng là bao nhiêu lần? Dạ, một tuần chạy 3 ngày đó. Một tuần chạy 3 ngày? Dạ. Dạ, hai từ sáng một hồi sáng tới giờ đấy hai gối đó gục con. Dạ, cô là sao với mẹ bé? Mẹ của bé ha. Mẹ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ, năm nay 35 tuổi. Dạ. 35 tuổi mà giờ nó cũng như còn nhỏ ha. Dạ. Không phải là nhìn thấy bé bé còn đứa 7 tuổi, đứa 3 tuổi. Rồi hai đứa bé đâu rồi cô ha? Đứa đi học rồi, đứa ở bên nội nó phải. Đứa nó bệnh rồi về nội cho nó về nội cho nội nó lo. À. Nó bị xỉn thì bữa giờ cũng 4-5 ngày. Bị gì? Hơi hen á chị. Hen xỉn á hả? Dạ. Hồi mẹ bị thận còn bé bị xỉn nữa. Mới đi khám là đêm hôm đó. Là bác sĩ người ta nói vậy. Là nói bé bị thị xỉn, là bé nhỏ. Bé nhỏ. Bé là cấp đó, nó bị bệnh là mổ ra đó. Dạ. Mổ bắt em bé ra đó. Là bao nhiêu tuổi? 3 tuổi. 3 tuổi mà bị xỉn. Trời ơi. Trời ơi. Cảnh là khổ không? Cô ở nhà là cô mình mặn gì vậy cô? Mặn gì? Ở nuôi nó chứ mặn gì? Vậy hả? Gì cơm, rồi? Nước, quần áo, ăn uống. Rồi cuộc sống hàng ngày mình sao? Chồng nước này đi mặn. Lúc trước thì mặn được, nhưng mới về giờ cứ ghĩa hoài hết thôi chứ sao giờ. Dạ rồi. Rồi một lần chạy thẳng như vậy là cái chi phí mình có tốn nhiều không? Như là nó tính tháng. Tháng mình đóng cho nó 1 triệu vậy đó. Mình xài thuốc của nó thêm thì tới tháng mình bù vô, còn mình không xài thêm thì có khi nó trả là mình, có khi thì đủ vô đó. Dạ. À, vậy là một tháng là 1 triệu. Mua ở ngoài dữ lắm. Dạ. Mắc mua tạo máu, tạo máu chích thêm. Mua này mua kia. Dạ. Nó phải thêm vô chứ. Nó đưa thuốc bệnh viện đâu có đủ đâu. Dạ. Dạ. Vậy là 1 triệu rồi mình mua thuốc thêm nữa. Dạ. Vậy là một tháng là mình chạy theo bổ đồng cả theo 3. Nếu mà một tháng tuần 3 ngày như 4 tuần là chạy tới 12 ngày trong một tháng. Dạ. Nó đi ăn có khi uống, nó mệt đó, thì ba nó chồng nó đưa, còn nó dạ. Khỏe thì nó chạy từ từ. Chạy xem ra vậy hả? Nó chạy từ từ. Trời ơi. Không có ai đưa rước đó thì bắt buộc phải chạy. Dạ. Ừ. Thì ông xã thì phải đi làm để kiếm tiền. Úc ở bên bển nữa. Dạ. Lo cho mẹ bển nữa. Mẹ bệnh chắc cũng già hả? Dạ, 60 mấy tuổi. Chàng ơi. Cũng không có mặn gì, ở nhà giữ thằng nhỏ tiếp. Dạ. Thì được cô Diệu Hận có giới thiệu hoàn cảnh của em như vậy đó. Dạ. Thì hôm nay là được chú Tâm, có pháp danh là Huệ Thành ở bên Pháp, có gửi tặng cho em một phần quà là 10 kg gạo với lại 50.000 đồng. Để là như là trang trải trong cuộc sống nha. Còn chú có gửi thêm 1 triệu để em đi trị bệnh nha. Dạ cảm ơn chú Thành. Chú Thành là pháp danh là pháp danh là Huệ Thành. Huệ Thành đã gửi tiền cho em để lo cho con và đi trị bệnh thẳng. Em xin cảm ơn rất nhiều. Thôi chị cũng chúc em thật nhiều sức khỏe luôn nha. Thôi cố gắng lên nha. Thì cứ niệm Phật đi. Cuộc sống rồi nó cũng sẽ qua thôi. Sáng vậy nên đi về bển. Hôm nay về bển khám bệnh con đó. Dạ. Ngủ không được về. Về tới giờ gục. Tới giờ kêu mẹ mà nấu cho con ấm nước đi. Chút con tắm mà nấu sôi rồi mà kêu nó tự giờ nó cũng. Rồi em ăn uống gì được không? Dạ ăn cũng được mà đâu dám ăn nhiều. Như cái máy ở dưới đó nó rút cho mình được chỉ 4 kg thôi. Mà ngày đó mình lên tới 5 kg rồi mình dư lại. Mình mệt, mình thở không nổi. Ăn sao mà khổ dữ vậy. Ăn cũng không được mà uống cũng không được. Mua về cái nó không ăn. Vậy đó, ăn cái món khác. Ăn không được. Ăn không được, dạ. Thèm vậy đó, mà mua về không ăn món đó. Ăn cái món khác. Dạ, giờ thôi mình cũng cố gắng để lo cho con ha. Tại số mình mắc nợ nó thì mình thay giả thôi. Dạ. Cô có muốn nói gì với chú không? Nói trong đó đã nói. Nói vài tiếng là khóc. Cảm ơn chú gì? Chú Huệ Thành. Chú Huệ Thành. Cảm ơn chú Huệ Thành giúp đỡ cho con tôi. Vậy là con cũng đã trao xong 30 phần quà với lại 1 triệu đồng gửi đến cho bé đi trị bệnh không bà cô chú. Thì con cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc chú và gia đình có thật nhiều sức khỏe luôn. Lúc nào cũng vui vẻ hết. Nhìn cũng cảm ơn ông bà cô chú, anh chị và các bạn lúc nào cũng quan tâm và theo dõi video. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.